Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhammanu dhamma paripatiya buddhang pujemi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya dhammang pujemi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya sangkhang pujemi. Con xin đặt lòng thật kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân quả chân biến tri, do Ngài tự ngộ không thể chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân tâm bảo hộ trì quý vị hành giả cũng như thánh giả được rạng vui tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sẽ xin giải thích về sự mát mẻ. Sự mát mẻ phải có cái gì trên đó mới là mát mẻ được. Chúng ta gọi là có bóng mát. Khi mà có bóng rồi nó có mát. Đức Phật nói về cái sự nương nhờ là bóng mát có ba ở trong Phật giáo. Một gọi là Buddhachaya, sự bóng mát của Đức Phật. Hai, Matapituchaya, cha mẹ là bóng mát của các con. Rukhachaya, cây là bóng mát của nhân loại cũng như đã cho loài súc sanh xuất vật ở trong rừng. Đây là ba bóng mát trên thế gian này. Không có ai tránh khỏi và không ai không nhờ ba bóng mát này. Bóng mát thứ nhất gọi là Buddhijaya, Đức Phật là bóng mát của chúng sanh. Vì vậy người Phật tử khi tinh lý nhân quả, kinh nghiệm sự đau khổ trong cuộc đời, biết đó là luật của nhân quả. Không ai đặt cho chúng ta mà chúng ta phải hưởng luật nhân quả. Vì tâm là một cái nhân và thân cũng vậy, nương qua nương lại nhân quả trong con người của chúng ta. Vì chúng ta cần phải nương, cần phải hiểu biết, cần phải được sự an vui, và chúng ta cần sự mát mẻ. Mát mẻ về vật chất chúng ta đã hiểu. Trong cuộc đời chúng ta phải có nhà để ở. Ngoài nhà để ở, chúng ta phải nghĩ tới vấn đề tâm linh. Tâm linh ở trong thân nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ, không được an vui. Vậy mới đi tìm một bóng mát khác nữa, mới gọi là bóng mát Buddhachaya, bóng mát của Đức Phật. Người Phật tử đi chùa đã quy y hoặc chưa quy y đều hiểu cái nghĩa của niệm Phật. Khi mình niệm Phật, chúng ta nghĩ là Đức Phật ở trong tâm của tôi, và tôi là bóng mát của Đức Phật. Thế người Phật tử không quên bóng mát của mình, đó là ba bóng mát ở Đức Phật. Vấn đề này chúng ta không thắc mắc. Người Phật tử có đức tin quy tam bảo, đó là chúng ta có bóng mát rồi. Bóng mát thứ nhì là Matapituchaya, bóng mát là cha mẹ. Khi ở ngoài đời, khi có cội nước có nguồn, chúng ta từ cha mẹ. Cha mẹ của chúng ta từ ông bà chúng ta từ ông cố, bà cố, vân vân. Như vậy, sự nói tiếp của sự nương nhờ của bóng mát không chấm dứt, thì chúng ta phải hiểu bóng mát như thế nào. Người con phải biết công ơn của cha mẹ, cái phước
như thế nào là phước, như thế nào là tội. Chúng ta cần hiểu hai chữ, và để hiểu như thế nào gọi là phước, như thế nào gọi là người có phước. Người có phước là người bóng mát, qua gìn giữ bóng mát cho tốt đẹp. Chỉ người có phước là người có hiểu. Khi người có hiểu biết là bóng mát của mình, cố gắng gìn giữ bóng mát, không dám xâm phạm bóng mát. Ở trong luật nhân quả, Đức Phật thuyết ai làm gì làm tội, giết ai giết, mà đừng đụng tới bóng mát của mình. Khi mà phạm tội giết cha giết mẹ, người đó thì dù Đức Phật cũng không có độ người ấy được, vì đã phá được, đã phá bóng mát rồi. Vậy thì có bóng mát kế đó là Đức Phật. Nếu một người nào làm tổn thương tới Đức Phật, người đó cũng là một cái đại tội, một trọng tội. Và bậc thánh nhân và chư tăng cũng vậy, chưa để tăng già đó những là gọi là bóng mát. Người Phật tử luôn luôn cố gắng gìn giữ bóng mát của mình. Và những người đi tu hành ở trong chùa cũng có vị na và các lớn tuổi hơn, trưởng lão hơn, đó là bóng mát của vị trẻ tuổi ở trong chùa. Đã đi tu hành không có cha mẹ nương Đức Phật, tin tưởng Đức Phật là cha mẹ, Đức Phật về phần tinh thần ở trong niềm tin của mình, nhưng phần thể xác còn sống lại. Nhưng vị mà hiểu và hút xuất tác, học nhiều hiểu rộng theo hướng dẫn về tâm linh mình, đó là bóng mát ở trong chùa chiền. Bóng mát là cây cối ở tại Phước Sơn, với nhiều cây cối bóng mát để là một nơi nương nhờ của súc vật và con người. Vì vậy tất cả gìn giữ cây, cũng như ngài Suy Minh ở Miến Điện, cứ gần ở ngài, ngài thích trồng cây để tưởng tượng đó là bóng mát. Bóng mát của con người, bóng mát của súc vật. Khi mà chúng ta hiểu như vậy, cố gắng gìn giữ bóng mát thì được lâu dài. Đó là ba bóng mát như vậy, khi chúng ta hiểu được và chúng ta sẽ có sự mát mẻ ở trong tâm. Vì Đức Phật che chở chúng ta, rồi cha mẹ che chở chúng ta. Khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta cố gắng gìn giữ, đừng cho tổn thương đến bóng mát. Trong chùa, cũng như chùa Phước Sơn là nơi vừa là chùa Phước Sơn, là thiền viện Phước Sơn. Thiền viện là nói tu, tu thiền. Khi mà nói chùa, chúng ta không vấn đề thắc mắc. Ở đâu cũng chùa, chùa khắp cả nước, nước nào cũng có chùa, chùa. Nhưng khi nói là vấn đề thiền viện là một nghĩa khác hơn. Thiền viện là một chỗ tu, tu tâm, tu thân khẩu ý cho được trong sạch. Và tượng trưng như thế nào để biết ở trong đó gọi là thiền viện, và sự tu khi vô đó tu, tu bằng cách nào, có lớp học như thế nào, đó gọi là tu tâm. Khi tu tâm, chúng ta hiểu như tu tâm như thế nào để hiểu về tu tâm. Khi người hành giả, người Phật tử vô tới chánh điện lễ Phật xong xuôi rồi, chúng ta không quên tu một vòng nhiễu Phật để tượng trưng cho sự tu. Tu như thế nào gọi là quán, cho phát sanh trí tuệ quán sát danh pháp và sắc pháp, cho chúng ta thấy đây là bản chất đặc tính của thiên nhiên. Đã biết cách gìn giữ thiên nhiên rồi, và một cái thiên nhiên ở trong con người chúng ta cũng phải biết gìn giữ. Phật đã thành chúng ta cái niềm tin đó là bóng mát rồi, nhưng Phật sẽ thành, chúng ta cũng gìn giữ Phật sẽ thành, chính là tâm của chúng ta về. Đức Phật dạy Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh các con là Phật sẽ thành. Học giống giải thoát Đức Phật đã trao lại là học giống giới định vệ. Mà khi chúng ta có học giống rồi, chúng ta cố gắng gìn giữ đó phân, bỏ phân tưới nước bằng cách nào. Đi bao một vòng nhiễu Phật, đầy đủ ý nghĩa của sự tu, đó là quán. Vô minh là luân hồi, minh là sự giải thoát. Vô minh thế nào?
Vua Minh không biết, không biết gì, không biết trong một hành động mà tôi đi chung quanh chùa, tôi đang đi mà đi không biết là đi, thân này chỉ bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi. Người đời hay quên lắm, muốn đi mà khi đi tâm đi chỗ khác, muốn ngồi khi ngồi thì tâm đi chỗ khác, như vậy thân tâm không đi chung như ngày. Ngày Phật tử phải hiểu, phải gìn giữ, bảo trì, săn sóc thân và tâm của mình. Đây là nơi nhà, nơi nương nhà của Phật tương lai. Khi chúng ta ngồi như vậy, chúng ta thấy, thấy tâm chúng ta, thấy thân chúng ta, và chúng ta không quên, nghĩa là biết. Mắt tôi thấy, từ sáng tới tối tôi thấy, nhưng thấy trong lúc này hồi nãy khác, chỉ thấy suông, thấy màu sắc suông. Và tai tôi luôn luôn nghe âm thanh, cái tai này nghe âm thanh suông, và thân này đồng chạm suông. Bởi nhiêu đó chúng ta đưa một hộp giống giải thoát, thấy rõ ràng trong một bước của tôi không có tham và tôi không quên, trong sự thấy của tôi không tham trong thấy, chỉ là mắt nó thấy màu sắc, nó sống như ánh sáng, và tâm tôi ở trong tai, nó đang sống như âm thanh. Chúng ta không cản sự sống, chúng ta sống như sự thấy, sống sự nghe, sống như sự đụng chạm. Chỉ một vòng niệm Phật đầy đủ sự tu. Khi người Phật tử tới Phước Sơn hoặc là thiền viện Phước Sơn, ta tu như thế nào, ta ngồi tu như nào, như vậy đó, đơn giản như thế này. Nếu người Phật tử bốn vai nghi đi biết đi, đó là minh. Và ngồi biết ngồi là minh, đứng biết đứng là minh, nằm biết nằm là minh. Khi mắt thấy biết ở mắt này đang thấy màu sắc, và tai khi tai nghe âm thanh biết là tai được đang nghe âm thanh, bao nhiêu đó đủ quán thân quán thọ quán tâm quán pháp. Tôi nghe nhà có câu thắc mắc, à nghe vị đó dạy niệm thân, có vị nói tới dạy niệm tâm, tôi không biết niệm pháp như thế nào. Ngoài thân ngoài thọ tất cả đều pháp hết, để thấy rõ lục căn lục trần, mắt thấy thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, đó là pháp. Tất cả toàn pháp bảo, danh pháp là sắc bảo. Chỗ nào mà có thể giải thích được mà hiểu thấm sâu ở trong tâm của mình, tôi không thể giải thích được. Không thể giải thích được sự an vui, không thể giải thích được sự đau khổ vì liên quan với tâm, không thể giải thích được sự giải thoát ở trong một vòng nhiễu Phật. Đó là sự tu đơn giản như vậy. Và khi chúng ta hiểu sự đơn giản, đó là minh, mình đã đưa chúng ta giải thoát khác hẳn. Một cái cuộc đi ngoài đời, chúng ta đi 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 với tham, đi với sân, đi gì, một vòng đi hồi nãy đi khác, chúng ta rủ nhau đi trên con đường giải thoát. Đó mới gọi là Buddhacharya. Chúng ta nương bóng mát của Đức Phật và mát mãi mãi như nào, thấy tâm tôi không tham, không sân, không si, nó sống thật, nó sống như màu sắc, nó sống như âm thanh, sống như sự đụng chạm. Đó là sự sống pháp bảo vậy. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng tròn đủ ở trong tâm của chúng ta. Như vậy chúng ta có đầy đủ sự nương nhờ, có được đầy đủ bóng mát. Mong rằng quý vị hiểu rồi, cố gắng gìn giữ bóng mát của mình, đó là nơi nương nhờ của mình mãi mãi trong thời gian và không gian. Thời gian đi nay tóm tắt tùy theo chương trình của chúng ta, thì kế tiếp sẽ có chương trình khác khác nữa. Trước khi chấm dứt, cùng Nguyễn Hồng Ngân tâm báo hỏi trì quý vị hành giả thính giả được sự an vui, cố gắng tinh tấn tu hành, hiểu được pháp bảo và mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.